Thì là bên anh hàng chuẩn nhá, thì anh sẽ lấy máy của em đi nhá. Là sao thăng này, sao thăng này, 789, 789, thăng sao đâu. Hiện cái gì đâu. Ừ. Dùng cái này làm gì? Nhưng mà tem vuông thôi đúng không? Ừ, tem vuông thì trả lấy đi. Đấy, thôi. Nhớ, ném nhớ. Dạ, dạ, anh ơi. Ê, ê, này, máy đều đấy. Ê. Ê, anh ơi, sao anh lại hôm trước anh vách của iPhone của em đi thế nào? Con iPhone của em là iPhone tem vuông. Con của anh Hello, nhưng mà Hello thì nó sao tăng 789. Là nhà em, với là em bảo là hàng của anh hàng sao tăng 789 á. Dạ vâng. Anh lên nhá. Lấy hàng sao tăng 789 thì không bao giờ nhiều người đặt mua của anh hàng ngày đâu. Đây dạ, anh xem em biết, nhưng mà bên của em người ta báo như vậy. Bây giờ anh đúng không? Em bảo là bây giờ máy của anh hôm qua là để quên máy này bật lên là Hello nhưng mà nó là sao tăng 789. Dạ vâng, cài là được á, cái đấy là cài là được mà. Ok, thì bây giờ anh bóc máy ra trực tiếp cho em xem để xem có phải là sao tăng 789 nhá. Vâng, thì anh làm rồi, okay. Đi chứ cái đấy thì người ta cài dễ. Rồi nếu mà của anh mà sao tăng 789 thì anh sẽ đền em con máy anh vứt xuống hồ và anh đền em 10 triệu nữa, được chưa? Ok anh. Em nghe thông tin phải nghe thông tin cho chuẩn. Tại vì anh bán hàng này là dòng này là 12 năm nay rồi, từ 2008. Là mười mấy năm nay rồi, lúc nào mối hàng của anh cũng là mối hàng chuẩn nhất. Chứ điện thoại anh cứ mất nó tiếp chứ. Ok em, anh sẽ trực tiếp cho em xem luôn để em yên tâm nhá. Nếu mà sao tăng 79, 789 hàng của anh mà Hello mà sao tăng 789, sao tăng 79 thì anh sẽ tặng em 10 triệu luôn. Và đền em qua máy thì anh quyết định của em. Bên anh lúc nào là hàng cam kết hàng chuẩn nhất, mười mấy năm kinh nghiệm của anh rồi. Cái hàng này này, ở bây giờ ở Việt Nam chưa ai có đâu em ạ. Chỉ có mình bên Hùng Anh Lucy có thôi. Đâm ra là bọn nó không có thì bọn nó tưởng là như thế. Đây anh cho em xem luôn, lấy không? Nếu mà như thế thì chết. Ok em. Luôn, nếu mà không thì anh mà sao không cho anh lén đi rồi mà vẫn còn coi là. Thì em phải giữ lại chứ. Ok, nếu mà rồi nếu mà hôm nay mà anh mà xong được 79 anh đến lên 10 triệu. Còn không phải thì anh lén được của em đi cho nó hết hết máy luôn nhá. Vâng. Còn tại vì máy đấy là máy để em dùng gì. Đây anh cho em xem luôn, trực tiếp luôn. Em anh tự tin thì tại em biết là hàng của anh không phải là 79. Ok em luôn, tại vì bọn nó bảo là 79 là loại 2. Đúng rồi, tất cả cái dòng đấy trên thị trường người ta đều biết. Cố cướn để sao tăng 789 là loại 2. Và bên anh từ trước nay thì anh Lucy không bao giờ bán hàng loại 2. Lúc nào bán hàng chuẩn nhất. Tại vì bây giờ kém cái này hiện lên Hero là máy bên anh mới nhập về cả nước Việt Nam mình bây giờ nhá. Chưa ai còn nhập được đâu. Chỉ mới mình anh có thôi, đúng rồi. Đây anh sẽ bật lên xem luôn, lấy mà nó là 789 này. Đấy cứ xúc cái lên, lấy mà bấn 789 là cái. Còn anh bấn lên nó không 789, không 789 là máy của anh chuẩn nhất, đúng không? Thì là em lại sai lại phải xin lỗi anh nhá. Chứ anh đang gói hàng này, đang đóng gói hàng rất là bận mà anh lại phải đứng ra để giải quyết việc cho em. Em phải biết là ông anh suy mấy mấy năm kinh nghiệm rồi. Lúc nào uy tín nhất, chuẩn nhất. Hàng của bên anh là không bao giờ giống hàng của họ, của bên khác. Tại vì anh có mối hàng nhập riêng, chỉ mình anh có. Đây cho em xem luôn nhá. Hello này đúng không? Nếu mà sang năm 789 đúng không? Thì anh sẽ đền em 10 triệu luôn nhá. Đây em xem nhá, Hello lại bắt đầu mình active nhá. Đây cho em xem luôn. Cả người thật việc thật luôn nhá. Chứ em nghe thông tin em phải kiểm chứng chuẩn, tại vì bên Hùng Anh Lucy cực kỳ uy tín luôn, không bao giờ bán cái dòng loại máy kém chất lượng nhá, mà hàng bên anh lúc nào về đầu tiên, các cái hàng chuẩn là bên anh về đầu tiên luôn. Bọn kia không bao giờ có cái dòng nhảy luôn. Đây nếu mà anh vào đây mà 789 thì là coi như là máy anh bán hàng loại hai cho khách là anh không uy tín nhá. Còn nếu mà Hello mà không phải 789 thì là bên anh hàng chuẩn nhá, thì anh sẽ lén máy của em đi nhá. Là sao thăng này 789 thăng sao đâu, hiện cái gì đâu. Lại lần nữa cho em xem nhá, sao thăng này. Sao 789, 789, thăng sao. Ok chưa? Cái 789, 789 đối lấy là hàng loại 2. Tất cả mọi người đều biết. Thế thôi, cái máy này thì thôi thật sự với em nhá. Là anh lén đi một lần nữa để cho em hết cái máy để đến đây bắt đền anh. Để hỏi anh nhá. Em hỏi mà. Không, bây giờ đúng rồi. Anh đồng ý rồi, em đồng ý là thôi này. Anh cần lén đi, tí anh tặng cho em một con. Con của bên anh luôn, dùng cái này làm gì. Nhưng mà tem vuông thôi đúng không? Ừ, tem vuông thì trả lén đi. Đấy, thôi. Nhớ, ném nhớ. Dạ, dạ, anh ơi. Ê, này, máy đều đấy. Ê. Đưa đây. Nhà làm gì máy đều đấy, vẫn là máy đều. Đưa. Ông này chỉ đứng ở Hùng Anh nó xuống đi để trực lấy máy vứt đi hay sao ấy. Chào các bạn, đây là em Thắng, bán cà phê ở ngay 40 Vũ Miên. Và mình là Hùng Anh, nếu các bạn thấy clip hay và đổ ích thì cho mình xin mình follow.